mơ cái chưa không. Em ơi. Dạ. Tên vui gì gái? Xong rồi chị. Xong rồi. Ý, na đẹp nha.
gì. Tháng 5 là lại đến cắt nhá. Bán rẻ rẻ nhá. Ok. Cầm chị này cái. Về nhá. Vâng. Chị về nhá. Thank you.
cân. Cân 6 anh. Cân 6 đây nè. 100 đấy chưa à? Vâng vâng vâng, các anh đi nhá. Thấy giả với các bạn chú kia chỉ đổ điện là đang đang này là anh ơi, có cái gì anh đổ nhá. Thank you.
Okay.
Thank you.
Thế nhưng hôm hôm như là thấy em đi lên cái đoạn qua đoạn kia đến chỗ cái cảnh kia xong em thấy phải không? Được rồi. Thank you.
39.000 một thứ, 39.000 một thứ, là bà con của bác nhà mình là muốn nhập cái gì thì nhập, mà muốn cái gì hỏi giá, không cái gì hỏi tiền, gì cái gì 39.000. Em thanh nghĩ cửa hàng đổ đống giảm giá, bà con của bác nhà mình tất cả đồng giá 39.000, nâng siêu thao chậu thao lời, tất cả giảm giá của 39.000, gì cái gì 39.000 một thứ ạ. Còn cứ 39.000 một thứ, 39.000 siêu thao lời, thao chậu, dân lắm. Chương trình giảm giá cho bà con mua mình trồng bưởi trở lại một ngày đất nước ra lời đun nước từ giao thớt chảy cuối mâm siêu xong lời tàu chợ hoàn thành ý đồ đánh giảm giá là có 39.000 đồng. Lời đun nước ra lời đun nước từ di vị từ đi cái gì 39.000 chậu nhôm chậu lấp lời nhôm lời lấp giao thớt chảy cuối mâm siêu xong lời giá là 39.000 di vị cái gì 39.000 một đứa ạ. Và cứ 39.000 một thứ, 39.000 một thứ là bà con của bác nhà mình là muốn nhập cái gì thì nhập, mà muốn bốc cái gì thì bốc. Không phải hỏi giá, không phải biết nghe lời đun nước từ chi thị thì đi cái gì 39.000. Lộng nhiên chậu lấp, lời nhung lời lấp, đào thức, chạy cuối đâm siêu sang lời thao trọng, dân lắm. Chương trình giảm giá cho bà con của bác nhà mình trồng bưởi 39.000 một thứ ạ. Và cứ 39.000 một thứ, 39.000 một thứ mà bà con của bác nhà mình là muốn nhập cái gì thì nhập, mà muốn bốc cái gì thì bốc. Không thể hỏi giá, không chỉ gì thì đi 39.000. Chậm như chậm lấp, nhờ như người lấp, đau tốt, chạy cứu tâm siêu sân lời bảo trọng, vân lấp. Chương trình giảm giá của bà con của bác nhà mình trong buổi trả lời hôm nay. Mình trong buổi trả lời hôm nay, tất cả các sản phẩm là cứ 39.000 một thứ. 39.000 một thứ là bà con của bác nhà mình là muốn nhận cái gì thì nhận, không phải hỏi giá, không phải hỏi tiền, gì cái gì 39.000 siêu thao chậu xong lời, tất cả giảm giá còn 39.000, gì cái gì 39.000 một thứ ạ. Và cứ 39.000 một thứ là bà con của bác nhà mình là muốn nhận cái gì thì nhận, không phải hỏi giá, không phải hỏi tiền, gì cái gì 39.000. Trong buổi trang ngày hôm nay, tất cả các sản phẩm là cứ 39.000 một thứ. Cứ 39.000 một thứ ạ. Và cứ 39.000 một thứ, 39.000 một thứ là bản thân của bác nhà mình là muốn nhập cái gì thì nhập, và muốn bốc cái gì thì bốc. Không phải hỏi giá, không phải hỏi tiền. 9.000 một thứ là bản thân của bác nhà mình là muốn nhập cái gì thì nhập, không phải hỏi giá.
thì 39 nghìn một thứ rồi. Và cứ 39 nghìn một thứ Mâm Siêu xong rồi hỗ trợ gần 1 năm. Chương trình giảm giá cho bà con cô bác mình trong buổi chiều ngày hôm nay, tất cả các sản phẩm là cứ 39 nghìn một thứ. 39 nghìn một thứ là bà con đang đổ đống giảm giá, bà con cô bác nhà mình tất cả đồng giá 39 nghìn. Mâm Siêu thau chậu xong rồi tất cả giảm giá còn 39 nghìn. Thì cái gì 39 nghìn một thứ ạ? À? Và cứ 39 nghìn một thứ. Chưa không có hết cả. Không phải hỏi tiền. Người đi nước ta là người đi nước ta. Phải kiếm tiền luôn. Mà đấy là sáng trên bàn hết rồi. Đúng rồi, đẻ. 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 Siêu xong rồi thao trọng em thành nghĩ đổ đống giảm giá là cứ 39 nghìn đồng.
nha. Camera quý gì? Khoe này, không này.
Thank you.
nào. Cái chấm này nó chấm khác này nó bà ơi. Chấm này nó khác. Cái là chấm này nó ngon. Cái là chấm này nó ngon. Cân mẹ rồi. Chia giờ hơn. Cả đến ba lại có tí thì we'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Ôi, được 13 cân. Thank you.
60.000 một đôi, một đôi chỉ có 60.000 à. Nhanh chân nhanh tay lựa chọn cho mình, lựa chọn cho lại gia đình nhà mình những sản phẩm tốt nhất trong buổi chợ ngày hôm nay nào. Đáng kính mời, 60.000 một đôi chỉ có 60.000 nào. Xả kho xả hàng nào chỉ còn 60.000. Tới 90, 80.
chua nè, cay nè. Oh.
chú ăn đấy, ăn cho nó khổ. Vâng, mít. Rồi, đúng rồi. Lấy hai bánh. Tao bánh. Thank you.
không bao giờ đâu mà ăn suốt ở đây. Ở đây không phải bơ sát đâu, đây là bơ sát. Vào với đi bán mà vào đi cần về dặn không được. Cảm ơn nha. Boy!
nghìn chín nhá. Cũng vừa được cổng ấy, gốc ấy. Bắt vào chuẩn sang tận nhà gọi con ngọ là không cho ấy. Bà có cái mớ to. Ăn lắm nên thế bà về mất rồi. Cái bà ấy. Tại nhà. Hả? Nhà còn nó đi. Thế không biết mua mà. Lúc ấy em sợ cái bà. Thank you.
Thank you.
Đấy rồi, nó sạch nhé. Tốt ăn cái này nó đẹp. Con này nó cho ăn thoải mái nhưng mà nó không ăn chủ cấp. Đấy, ăn thoải mái luôn. Mày ngồi mẹ để ăn sạch sạch. Chúng ta thấy người ta thì cũng vậy. Mày ăn sạch cái này hết rồi nó ra đó là. Là mẹ mới rau rồi. Thank you.
Ơi. Chúng ta đã chỉ anh ngồi. Đây vừa phải. Thank you.
tí là quan được con đàn ông. Bây giờ mấy cái đống to là chưa mở hàng ấy. Đã mở hàng đâu. Đúng là chua này quay. Vàng về xem nó nhiều nó chết nhiều quá vào đây chợ bán được 200 thì có 10.000 gọi. Các bà hãy tập thể dục ấy.
Xin cho ra phần thảo. Là ừ.
Mm-hmm.